Gần đây, tôi đã nhận được email từ một bạn khán giả theo đạo Cơ Đốc khi xem những video về Phật giáo của tôi. Anh bị ấn tượng sâu sắc bởi những lời dạy của Đức Phật và anh đang tìm cách dung hòa chúng với Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, có một điều thực sự là một khó khăn đối với anh ấy. Đây là những gì anh đã viết. Nếu Niết Bàn có nghĩa là từ bỏ những khao khát, ham muốn điều xấu cũng như điều tốt, liệu chúng ta có bỏ lỡ tình yêu không? Yêu người thân, gia đình, yêu Chúa. Chẳng phải chúng ta sẽ trở nên quá tách biệt sao? Và vì Thiên Chúa là tình yêu, chẳng phải chúng ta sẽ trở nên tách rời khỏi Thiên Chúa sao? Câu hỏi của anh ấy làm tôi ấn tượng sâu sắc. Đó là điều tôi đang phải suy nghĩ. Đức Phật dẫn chúng ta đến sự buông bỏ. Chúa Kitô dẫn chúng ta đến tình yêu. Hai lời dạy này có mâu thuẫn nhau không? Nếu không, làm sao chúng ta có thể dung hòa được những mặt đối lập như vậy? Tình yêu và sự tách biệt thậm chí còn có ý nghĩa gì? Đây là những câu hỏi rộng và khó, nhưng chúng đưa chúng ta đi sâu vào trọng tâm của những gì Chúa Kitô và Đức Phật dạy. Trên thực tế, chúng đưa chúng ta đi thẳng vào trái tim của chính mình. Vì vậy, hãy tìm hiểu thêm. Tình yêu và sự buông bỏ, Đức Phật và Chúa Kitô, Chúa và Niết Bàn, cái tôi và người khác. Chúng ta hãy tìm hiểu tất cả những điều này và xem chúng tiết lộ điều gì về hành trình phát triển nội tâm. Chúa Kitô, ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn của ngươi. Đây là điều đầu tiên và là điều răn lớn nhất. Và điều thứ hai cũng giống như vậy. Ngươi phải yêu người xung quanh như chính mình. Đây là cách Chúa Giêsu tóm tắt toàn bộ sứ điệp Do Thái Kitô giáo. Toàn bộ luật pháp và mọi điều được các nhà tiên tri giảng dạy cuối cùng đều tóm gọn lại ở điểm này. Bạn sẽ yêu. Phúc âm gieo giảng ý nghĩa của tình yêu một cách rõ ràng. Họ đi xa đến mức tuyên bố Thiên Chúa là tình yêu. Và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Bây giờ, có thể nói rằng chúng ta nên vun trồng tình yêu dành cho Thiên Chúa, những người xung quanh và chính mình. Điều này ít nhiều có thể hiểu được. Bạn thậm chí có thể gọi nó là thực tế. Nhưng thật là một điều bí ẩn khó hiểu khi biết rằng chính Thiên Chúa, đấng tạo hóa và nguyên lý đầu tiên của thực tại chính là tình yêu. Những người theo Cơ Đốc đã truyền bá ý tưởng này hơn 2.000 năm nay nên nó đã mất đi tính mới lạ. Chúa là tình yêu đã trở thành một khẩu hiệu rẻ tiền cho các hình in trên áo phông và vẽ tranh trên tường trên khắp thế giới. Nó đã trở thành một câu thần chú, một điều gì đó chúng ta lặp đi lặp lại mà chỉ có một khái niệm mơ hồ về ý nghĩa của nó. Chúng ta hãy cố gắng quên đi điều đó. Chúng ta hãy thử nghe những lời này với cái tâm của người Phật tử. Hãy tưởng tượng lần đầu tiên bạn nghe thấy rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Điều đó có nghĩa là gì? Tình yêu chúng ta dành cho nhau là tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong sự quan tâm, bảo vệ và khích lệ lẫn nhau, chúng ta kết hợp với Chúa trong tình yêu vũ trụ của Ngài dành cho sự sáng tạo. Nhưng rồi Chúa Kitô sẽ đánh thức chúng ta bằng những lời răn của Ngài. Nếu ai đến với ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ ta. Chúa Kitô bảo chúng ta phải yêu người xung quanh như chính mình. Nhưng Ngài cũng bảo chúng ta phải ghét những người chúng ta quan tâm, kể cả chính mình. Ngay cả khi bạn bỏ qua mâu thuẫn này, làm sao Chúa Kitô có thể dạy về lòng căm thù nếu quả thực Thiên Chúa là tình yêu? Sự mâu thuẫn trong Kinh Thánh thường là dấu hiệu chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Nó cho chúng ta biết rằng chúng ta chưa hiểu rõ những gì chúng ta đang xem. Trong trường hợp này, tôi nghĩ chính quan niệm hàng ngày của chúng ta về tình yêu đã cản trở sự hiểu biết của chúng ta về Đấng Christ.
Đức Phật. Trước khi khám phá sâu hơn về vấn đề này, hãy cùng nhau quay ngược thời gian và du ngoạn qua vùng Galilee trong thế kỷ thứ nhất. Ở đó, chúng ta sẽ bắt gặp Siddhartha Gautama, vị Phật lịch sử, đang truyền lại những triết lý tại Ấn Độ cổ đại. Ngài nói, điều mà ta giảng dạy là về đau khổ và cách chấm dứt nó. Vì vậy, hỡi các tỳ kheo, hãy từ bỏ những thứ không phải của mình. Việc từ bỏ chúng sẽ mang lại hạnh phúc và an lạc dài lâu. Con đường Phật giáo chính là con đường dẫn đến giải thoát khỏi đau khổ. Làm thế nào bạn có thể theo đuổi con đường này? Điều này không đơn giản chỉ bằng cách xem video hay đọc về nó. Bạn hành động bằng cách buông bỏ, bằng cách giải thoát yêu cầu và mong muốn của bạn đối với sự sở hữu về nội dung trải nghiệm. Nói cách khác, bạn càng ít liên kết với ý thức về cái tôi riêng biệt của mình thì càng ít đối mặt với đau khổ. Đỉnh cao của việc thực hành này là Niết Bàn, nơi mà bản ngã, cảm giác trở thành một chủ thể tách biệt khỏi phần còn lại của cuộc sống. Đây là sự kết thúc của đau khổ. Bây giờ, bạn không cần phải là Phật mới biết việc quan tâm quá nhiều đến của cải sẽ mang lại căng thẳng và khó chịu. Nhưng Phật giáo còn đưa ý tưởng này đi xa hơn nữa. Nó đi xa đến mức khẳng định ngay cả cơ thể, cảm giác, nhận thức, suy nghĩ và ý thức của bạn cũng không thực sự là của bạn, mà là những hiện tượng hoàn toàn tự động. Vì vậy, bạn không những không có của cải mà ngay từ đầu cũng không có bạn để có của cải. Khi ý thức về sự tồn tại của cá nhân mờ dần, thì ham muốn cũng vậy. Khi ham muốn lắng xuống, vòng sinh tử và tái sinh mất đi động lực của nó, bánh xe sinh tử chậm lại và dừng lại. Cuối cùng, khi ngay cả mong muốn về Niết Bàn cũng biến mất, Nirvana đã đạt được. Nếu Niết Bàn có nghĩa là từ bỏ những khao khát, ham muốn điều xấu cũng như điều tốt, liệu chúng ta có bỏ lỡ tình yêu? Chẳng phải chúng ta sẽ trở nên quá tách biệt sao? Lời dạy của Đức Phật có thể được giải thích theo cách này. Trong kinh Nandana, Đức Phật trò chuyện với Ma Vương. Đối với những khán giả phương Tây, bạn có thể tưởng tượng Mara là ác quỷ Phật giáo để hiểu ý nghĩa của hắn. Mara thốt lên, thật thú vị biết bao khi có con cái, gia súc và tất cả các loại tài sản khác. Mara nói, có được mọi thứ là cách để có được hạnh phúc. Nhưng Đức Phật trả lời rằng, người có con cái thì đau buồn vì con cái. Những người có gia súc đau buồn vì con bò của họ. Nỗi đau buồn của một người đến từ những gì đã đạt được. Vì một người không có được điều gì sẽ không đau buồn. Đây là một thông điệp rất rõ ràng. Càng ít người và ít thứ bạn quan tâm thì bạn càng có lợi. Vì vậy, hãy từ bỏ mọi thứ và mọi người. Hãy dành cả ngày để thiền định dưới bóng cây. Cầu mong mối liên hệ xã hội duy nhất của bạn chỉ là việc bạn đi khất thực trên đường. Chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Kitô gật đầu tán thành điều này khi người nói với các môn đệ rằng họ nên học cách ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay cả mạng sống của họ. Chúa Kitô nói, nếu anh muốn hoàn thiện, hãy đi bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, rồi hãy đến theo ta. Chúng ta có thể kết luận rằng cả Phật giáo và Thiên Chúa giáo đều là những tôn giáo từ bỏ thế giới, thể hiện sự thánh thiện, nhưng thực ra chỉ là sự căm ghét mạng sống. Không có tình yêu đích thực trong họ, và chúng ta có thể trích dẫn một số Nietzsche để chứng minh điều đó. Thứ nhất, Đức Phật đã dành toàn bộ cuộc đời giải thoát của mình để dạy người khác con đường thoát khổ, và các đệ tử của Ngài sẽ đọc những bài kệ như thế này. Như một người mẹ liều mạng để bảo vệ đứa con duy nhất của mình, cũng vậy, người ta nên trau dồi tâm hồn vô hạn đối với tất cả chúng sinh. Đối với bạn, điều này có giống như sự từ bỏ thế giới và sự căm ghét cuộc sống không? Cùng quan điểm đó, Chúa Kitô nói, hãy yêu người xung quanh và ghét kẻ thù của mình. Nhưng ta bảo các con, hãy yêu kẻ thù, ban phước cho kẻ rủa xả các con, làm ơn cho kẻ ghét các con và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục và bắt bớ các con, để các con được làm con của cha ở trên trời.
vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ ác cũng như kẻ tốt, và ban mưa cho người công bằng cũng như kẻ bất lương. Làm sao đây có thể là những lời của cùng một đấng dạy sự căm ghét gia đình và chính chúng ta được? Cả Đức Phật và Đấng Christ đều dạy chúng ta phải buông bỏ những người mà chúng ta yêu quý. Nhưng các ngài cũng bảo chúng ta rằng chúng ta phải vun trồng tình yêu thương dành cho tất cả mọi người. Chúng ta đọc về tình yêu và mong muốn biết ngay những câu kinh thánh này đang nói đến điều gì. Suy cho cùng, tình yêu là một trải nghiệm phổ quát của con người mà tất cả chúng ta đều hiểu. Nhưng chúng ta có thực sự hiểu không? Chúng ta hãy xem chúng ta nói điều gì khi nói về tình yêu. Các loại tình yêu. Hãy xem xét những câu nói này. Họ thích bạo lực. Tôi yêu bánh phô mát. Anh ấy yêu anh trai mình. Cô ấy tràn đầy tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Bạn có thể rút ra một định nghĩa duy nhất về tình yêu dựa trên những câu này không? Rõ ràng chúng ta biết tình yêu trong mỗi trường hợp lại có nghĩa khác nhau. Tình yêu tự ái. Nếu tôi thích bánh phô mát và cũng yêu anh trai, không có nghĩa là tôi trải qua cảm xúc tương tự đối với cả hai. Yêu bánh phô mát là vì sự thích thú nó mang lại, nhưng đồng thời nó còn là cách thể hiện và củng cố ý thức cá nhân, được gọi là tình yêu tự ái. Đối với anh trai, tình yêu là sự hy sinh thoải mái cá nhân để hỗ trợ anh ấy, không làm anh trai trở thành tài sản của tôi, mà thực sự tôi là người thuộc về anh ấy. Tuy có vẻ dễ hiểu, nhưng trong cuộc sống thực tế, mọi thứ không đơn giản như vậy. Tôi có những yêu cầu và mong đợi từ anh trai, đồng thời tôi đưa ra ý kiến và tình cảm của mình. Câu hỏi đặt ra là, vậy đâu là loại tình yêu tự ái hơn? Và liệu tất cả tình yêu chỉ là một chiến lược thỏa mãn ham muốn? Đáp án là không, vì tình yêu có sự tự nhiên và đa chiều, không thể đơn giản hóa thành một chiến lược. Tình yêu cá nhân. Tất cả chúng ta đều biết việc thực sự quan tâm đến người khác là như thế nào. Chúng ta đã trải qua sự thôi thúc muốn bảo vệ và khuyến khích người khác chỉ vì họ. Đúng, chúng ta không nên lãng mạn hóa sự thôi thúc này, nhưng chúng ta cũng không nên gạt bỏ nó. Cái tuổi hoài nghi của chúng ta khiến chúng ta khó có thể thừa nhận điều đó. Nhưng con người, đôi khi chúng ta chỉ đơn giản là yêu nhau thật lòng. Chúng ta có thể gọi đây là tình yêu cá nhân để phân biệt với lòng tự ái. Đây là một tình yêu, trong đó tôi nhận ra thực tế của một người khác ngoài tôi. Đó là kinh nghiệm về sự quan tâm, tôn trọng, trách nhiệm và sự hiểu biết đối với người khác. Điều này đặt một vết thương vào bản ngã, khiến bản ngã không còn có thể duy trì quyền thống trị của mình đối với vũ trụ. Khi Đức Phật dạy về tình thương cá nhân, Ngài nói, dùng nhận thức tìm kiếm mọi phương hướng, bạn không tìm thấy ai thân yêu hơn chính mình. Tương tự như vậy, những người khác cũng rất yêu quý chính họ. Vì vậy, bạn không nên làm tổn thương người khác nếu bạn yêu chính mình. Giống như lòng tự ái, tình yêu cá nhân cũng mở rộng bản thân, nhưng không phải bằng cách làm tổn thương người khác. Nó mở rộng bản thân bằng cách biến anh ta hoặc cô ta thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn, mối quan hệ với người khác. Theo lời của Eric Fromm, tình yêu là sự kết hợp với điều kiện phải giữ gìn sự chính trực, tính cách của mỗi người. Tình yêu là một sức mạnh tích cực trong con người, một sức mạnh phá vỡ những bức tường ngăn cách con người với đồng loại, gắn kết con người với những người khác. Tình yêu làm cho anh ta vượt qua cảm giác cô lập và tách biệt, nhưng nó cho phép chúng ta được là chính mình, giữ được sự chính trực của mình. Trong tình yêu, nghịch lý xảy ra là hai sinh vật trở thành một nhưng vẫn là hai. Khi nó trở nên sâu sắc hơn, tình yêu cá nhân làm tan biến sự khác biệt giữa tôi và người tôi yêu. Ở mức độ cao nhất, tình yêu cá nhân không còn có sự phân biệt như vậy nữa. Tình yêu đích thực. Tình yêu cá nhân có tính biến đổi và sâu sắc hơn nhiều so với lòng tự ái. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đi sâu vào trái tim, chúng ta sẽ tìm thấy một vùng sâu hơn. Một số người sẽ gọi đây là một hình thức bí truyền vì rất ít người nói đến nó, bên cạnh các nhà thần bí và thi sĩ trên thế giới. Đây là cách họ mô tả nó,
Khi lồng ngực của bạn được rửa sạch khỏi bản ngã, bạn sẽ nhìn thấy con người thật của mình và mối tình đầu của mình. Bạn không thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình nếu không có gương. Hãy nhìn người bạn yêu, anh ấy là tấm gương phản chiếu của bạn. Khi yêu, bạn không nên nói "Chúa ở trong trái tim tôi", mà đúng hơn là "Tôi ở trong trái tim Chúa". Chúng ta có thể gọi loại tình yêu thứ ba này là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực làm trống rỗng con người của chính mình. Trong sự trống rỗng đó, mọi thứ xuất hiện trong khía cạnh phổ quát, vượt thời gian của chúng. Như William Blake đã viết, nếu cánh cửa nhận thức được làm sạch, mọi thứ sẽ xuất hiện trước mắt con người như vốn có, vô tận. Trong tình yêu đích thực, cuộc sống xuất hiện một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Các sự vật, hiện tượng không còn bị nhuốm màu bởi lợi ích của bản ngã. Những ranh giới được nhận thức ở thế giới bên ngoài cũng tan biến. Mọi ngóc ngách của sự tồn tại đều trở thành tấm gương phản chiếu tất cả các góc cạnh khác. Tôi biết điều này nghe có vẻ trừu tượng nên đây là một ví dụ. Khi tôi yêu anh trai mình như một phương tiện cho mục đích của mình, như một chiếc bánh format, thì đó là tình yêu tự ái. Khi tôi yêu anh trai mình vì chính con người anh ấy, thì đó là tình yêu cá nhân. Nhưng khi tôi yêu trọn vẹn sự sống nơi anh tôi, khi qua anh, tôi yêu bản chất mà cả anh và tôi đều là hình ảnh, thì đó là tình yêu đích thực. Mặc dù nó có thể có tác động cảm xúc sâu sắc nhất, nhưng tình yêu đích thực lại là một dạng của sự thấu hiểu. Không phải sự hiểu biết trí tuệ mà là một loại hiểu biết trực quan, một sự hiểu biết của trái tim. Nếu nhìn lại những hình thức tình yêu mà chúng ta đã thảo luận, chúng ta sẽ thấy tình yêu sâu sắc hơn luôn tương đương với sự hiểu biết cao hơn. Đức Phật cũng dạy lòng từ bi là biểu hiện của tuệ giác. Ngài nói, như ta biết, nếu chúng sinh biết kết quả của việc bố thí và chia sẻ, họ sẽ không ăn mà không cho đi, vết nhớ ích kỷ cũng không còn xâm chiếm tâm họ. Ngay cả khi đó là miếng cuối cùng, họ sẽ không ăn mà không chia sẻ nếu có ai đó nhận món quà của họ. Những gì chúng sinh không biết, kết quả của việc bố thí và chia sẻ nên họ ăn mà không chia sẻ, vết nhớ ích kỷ lấn át tâm trí họ. Lưu ý ở đây, tình yêu là một loại hiểu biết rất cụ thể, đó là cái nhìn sâu sắc về mối liên kết của bản thân và người khác. Cảm giác về sự tồn tại chỉ là sự thiếu vắng cái nhìn sâu sắc. Bạn không đưa thức ăn cho người khác vì bạn không hiểu cơn đói của người đó cũng là cơn đói của bạn. Đức Phật dạy, bởi vì chúng sinh không biết như ta biết, vết nhớ ích kỷ chế ngự tâm họ. Khi đó, tình yêu dường như là một cái tên khác cho cái nhìn sâu sắc, cho tầm nhìn, cho ánh sáng. Quang phổ tình yêu. Hãy xem xét hai đoạn văn và cùng nhìn nhận về mối quan hệ giữa tình yêu cá nhân và tình yêu đích thực. Như một người mẹ liều mạng để bảo vệ đứa con duy nhất của mình, người ta nên trao dồi tấm lòng vô hạn đối với tất cả chúng sinh. Nếu ai đó nói, tôi yêu Chúa và ghét anh em mình, thì người đó là kẻ nói dối. Vì ai không yêu anh em mình đã thấy, làm sao có thể yêu Đức Chúa Trời mình chưa thấy được? Ai yêu Chúa thì cũng phải yêu anh em mình. Cả hai đoạn đều đưa ra một sự tương tự. Một mặt là tình yêu của người mẹ dành cho đứa con duy nhất của mình. Ngoài ra, tình yêu của một người dành cho anh trai của mình. Đây là tình yêu cá nhân. Mặt khác, có tình yêu dành cho Thiên Chúa, đấng mà người ta chưa thấy, và cũng có tình yêu dành cho tất cả chúng sinh, điều mà người ta đương nhiên cũng không thấy được. Đây là những gì có thể gọi là tình yêu đích thực. Chúng ta đã thấy tình yêu đích thực sâu sắc hơn cá nhân. Nhưng cũng có vẻ như tình yêu đích thực không thực sự là chân thật, trừ khi nó chứa đựng bản chất cá nhân. Để có được tình yêu đích thực, chúng ta phải có sự quan tâm đến tất cả chúng sinh trên thế giới như một người mẹ dành cho đứa con duy nhất của mình. Cũng vậy, tình yêu đích thực của tôi dành cho Chúa là trống rỗng, trừ khi nó thể hiện qua tình yêu cá nhân của tôi dành cho những người mình thương. Khi đó, có vẻ như tình yêu cá nhân và tình yêu đích thực không phải là những hiện tượng riêng biệt. Chúng ta cũng đã thấy tình yêu tự ái và tình yêu cá nhân có chung một ranh giới mờ nhạt. Đối với tôi, việc mô tả các hình thức khác nhau của tình yêu cũng giống như mô tả các màu sắc khác nhau của ánh sáng.
Chúng ta nói về ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh, ánh sáng tím. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng ta đang mô tả cùng một hiện tượng cơ bản. Giống như ánh sáng, tình yêu dường như có quang phổ rộng và có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Lòng tự ái, tình yêu cá nhân và tình yêu đích thực có thể được coi là những biến thể khác nhau của cùng một hiện tượng. Vị trí của chúng ta dọc theo quang phổ này dường như là thước đo cho thấy ý thức về bản sắc riêng biệt của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ, hãy nhớ lại câu hỏi ban đầu của chúng ta. Nếu Niết Bàn có nghĩa là từ bỏ những khao khát, ham muốn điều xấu cũng như điều tốt, liệu chúng ta có bỏ lỡ tình yêu không? Yêu người thân, gia đình, yêu Thiên Chúa? Chẳng phải chúng ta sẽ trở nên quá tách biệt sao? Và vì Thiên Chúa là tình yêu, chẳng phải chúng ta sẽ trở nên tách rời khỏi Thiên Chúa sao? Dường như chúng ta đã khám phá ra một phạm chủ tình yêu của con người. Một phần là ích kỷ và một phần là vị tha. Nếu chúng ta quay trở lại với Chúa Kitô và Đức Phật, chúng ta có thể thấy cả hai đều mời gọi chúng ta đi chung một con đường. Cả hai đều hướng chúng ta vượt qua quang phổ của tình yêu, bắt đầu từ bề mặt của lòng tự ái, qua tình yêu cá nhân. Chúa Kitô và Đức Phật, tình yêu hay sự tách rời? Đức Phật và Chúa Kitô đã nói chuyện với những người khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Các ngài nói chuyện với nông dân, thánh nhân, thương gia. Chẳng lẽ trong mỗi trường hợp, các ngài đều nói về tình yêu và sự tách biệt theo mức độ hiểu biết của người khác? Bây giờ, chúng ta hãy thử sắp xếp các phần Cơ Đốc giáo và Phật giáo của chúng ta, bắt đầu với những phần đề cập đến lòng tự ái và kết thúc bằng những phần về tình yêu đích thực. Ai đến với ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ ta. Vì vậy, hãy từ bỏ những gì không phải của mình. Việc bạn từ bỏ nó sẽ mang lại cho bạn sự an vui và hạnh phúc trong một thời gian dài. Bạn không nên làm tổn thương người khác nếu bạn yêu chính mình. Bạn đã nghe nói rằng bạn phải yêu hàng xóm của bạn và ghét kẻ thù của bạn. Nhưng tôi nói với bạn, hãy yêu kẻ thù của bạn, chúc phúc cho những người nguyền rủa bạn, làm điều tốt cho những người ghét bạn và cầu nguyện cho những kẻ ác ý lợi dụng bạn và bắt bớ bạn, như một người mẹ sẽ liều mạng để bảo vệ đứa con duy nhất của mình. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Chúng ta đã thấy sự chuyển động từ lòng tự ái sang tình yêu đích thực, thực chất là quá trình giải thể cái tôi. Truyền thống Phật giáo gọi quá trình này là Niết Bàn. Truyền thống Kitô giáo, một cách vòng vo, đã gọi nó là Vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ đến những lời của Chúa Kitô rằng Vương quốc của Thiên Chúa không đến bằng sự quan sát. Họ cũng sẽ không nói xem đây hoặc xem ở đó. Quả thật, Vương quốc của Thiên Chúa đang ở trong bạn. Vì vậy, chúng tôi đã tìm thấy một câu trả lời cho câu hỏi của mình. Sự buông bỏ do Đức Phật dạy dường như là một cách diễn đạt khác về tình yêu thương được Chúa Kitô dạy. Sự tách rời, theo nghĩa này, là sự trưởng thành của tình yêu. Tương tự như vậy, tình yêu tách chúng ta ra khỏi cái tôi cụ thể và tách biệt rồi nối chúng ta với cái phổ quát và tổng thể. Chúng ta biết màu đỏ và màu tím không phải là giới hạn thực sự trong quang phổ ánh sáng. Chúng chỉ là những giới hạn trong nhận thức của chúng ta. Ngoài chúng ra, còn có cả một vũ trụ ánh sáng mà chúng ta liên tục bị nhấn chìm trong đó mà không hề hay biết. Ánh sáng xuất hiện với chúng ta như bóng tối. Có phải không thể tưởng tượng được rằng tình yêu cũng có thể tiếp tục vượt ra ngoài tầm trải nghiệm của chúng ta? Phải chăng có những hình thức tình yêu bao quanh chúng ta mà chúng ta không nhận ra? Đây có vẻ là một câu hỏi kỳ quặc, nhưng chúng ta tìm thấy những gợi ý về điều đó trong cả truyền thống Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Khi tình yêu trưởng thành, nó nảy nở thành tình yêu cá nhân. Ở đây, người này nhận ra thực tế của người khác. Cô ấy trao dồi sự quan tâm, tôn trọng, trách nhiệm và sự hiểu biết với người khác. Với mong muốn cùng hưng thịnh, cảm giác xa cách dần phai nhạt, chìm sâu hơn nữa, chúng ta đến được tình yêu đích thực. Ở đây, cái tôi tan biến hoàn toàn thành một thể thống nhất với cuộc sống.
con người nhận ra khuôn mặt của chính mình trong mọi phần của tạo vật, bên trong và bên ngoài, bản thân và người khác, thế giới và thượng đế. Đây không còn là những khác biệt có ý nghĩa nữa. Mọi thứ xuất hiện không phải như chúng vốn có trong không gian và thời gian, mà ở khía cạnh phổ quát của chúng. Cuối cùng, tại nguồn của nó, tình yêu lắng đọng trong sự tĩnh lặng của sự tách biệt. Sự tách biệt này vượt quá sự hiểu biết và kết nối đến mức nó có vẻ như đối lập với nhau. Nhưng những gì trông giống như vô minh tột cùng thực ra lại là trí tuệ ba la mật. Tình yêu đích thực chỉ đơn giản là lòng tự ái của con người vũ trụ, Purusa Vệ Đà. Tình yêu cá nhân cuối cùng trở thành điểm trung tâm dọc theo quang phổ này, nơi mà bộ phận và tổng thể, cụ thể và phổ quát, vật chất và tinh thần gặp nhau. Bây giờ, chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta được phân bố dọc theo quang phổ này theo kiểu tuyến tính. Dù chúng ta có tin hay không, thì tình yêu đích thực và sự tách biệt đã có sẵn trong chúng ta. Khi đó, trái tim con người dường như là một vật chứa ánh sáng trắng tinh khiết, chứa đựng mọi tần số của tình yêu bên trong nó. Tuy nhiên, tình yêu này khi đi qua chúng ta sẽ bị khúc xạ bởi lăng kính bản ngã của chúng ta. Khi đó, việc thực hành tình yêu có thể được coi là việc thực hành làm trống rỗng chính mình. Việc thực hành trở thành một khẩu độ rõ ràng cho tình yêu. Theo thuật ngữ Kitô giáo, chúng ta trở thành bình chứa cho Chúa Kitô. Đấng đã nói, ta là ánh sáng của thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Khi từ bỏ chính mình để đón nhận tình yêu, người Kitô hữu tuyên bố, tôi đã bị đóng đinh với Chúa Kitô. Không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Ý tưởng này cũng nổi bật trong Phật giáo Đại Thừa. Tất nhiên, tôi đang nói về Như Lai Tạng, Phật tánh bên trong chúng ta. Bản chất của tâm sáng ngời chiếu sáng đến mức độ chúng ta đã loại bỏ được bụi vô minh. Trong bụi vô minh của tất cả chúng sinh, Như Lai Tạng ngồi bất động, vĩ đại và bất hoại. Nếu video này không đưa ra được câu trả lời đơn giản nào cho bạn, hy vọng nó sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn mới. Vậy nên, nghĩ về tình yêu cũng giống như về kiến trúc. Đó là một nỗ lực vụng về của lý trí để tiếp cận những gì chỉ có trái tim mới có thể biết được. Cầu mong nơi tâm trí chúng ta vấp ngã, trái tim chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hiểu biết. Và mong sao chúng ta luôn học hỏi lại rằng Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Cảm ơn vì các bạn đã theo dõi video. Video này bắt đầu từ một email mà tôi đã nhận được từ người xem. Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.